Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục một video về con MU Hà Nội mới chấm net nha anh em ơi. Thì hôm nay mình review cho anh em là xem một set đồ mới. Đồ cấp 2 mới ra nha anh em ơi. Đây. Thì cái set này là set đồ cấp 2, là các class đều có những set đồ cấp 2 tương tự nha anh em ơi. Và đồ này là sẽ có trong các cái hộp cooldown nha anh em ơi, giống như sunbot lớn, giống như là Medusa, Chalupan và bot cooldown đó, là sẽ ra những cái đồ này. Đây mình mặc lên cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy đẹp không? Mình thấy set đồ này khá là đẹp nha anh em ơi, nhìn cái ngoại hình của nó là khá là đẹp, bắt mắt. Đó, đây đây là chỉ số của nó. Thì cái đồ này thì mình cũng chưa có ép được ngọc socket vào, để chút xíu mình đi load xem có được ít ngọc nào không, đập vào. Đó, thì cái này là full dòng đồ thần rồi, nhưng mà chưa có socket. Đây, và cho anh em xem một con sói hoàng kim nha anh em ơi. Đó, chất chơi chưa, chất chơi người rơi chưa. Đây đây là sói hoàng kim nha, tăng 195 HP, đó tăng 195 mana, tăng 32 sức tấn công và 15 phép thuật. Đó, đây là cái sát thương theo tỷ lệ phần trăm nha anh em ơi. Đó, khá chỉ là chất. Thì cái sói hoàng kim này anh em có thể săn nguyên liệu ở là anh em nhấn F5 lên đây, nó có các cái sự kiện đây. Thì anh em có thể săn nguyên liệu để ép sói hoàng kim thì là ở Thỏ Ngọc nha anh em ơi, đi săn Thỏ Ngọc nha. Và sự kiện mùa hè ở đây, đây nó sắp ra này. Đó, thì là để lấy ngọc, để ép. Còn ba cái đồ, ba cái ngọc chóc két, rồi ba cái ngọc đồng hoàn hảo, rồi ngọc may mắn này kia thì anh em có thể đi quýt lâu hoặc quảng trường quỷ nha. Chứ đánh đủ quái là nó sẽ rớt ngay cái chân anh em ấy. Chút xíu mình sẽ đi chuẩn bị đến giờ đi. Đây còn mấy phút nữa, đây còn 1 phút nữa là vào quýt lâu, thì mình vào đi rồi mình để cho anh em xem. Đây 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 đây, một phút nữa. Ê, có người biết mình nhỉ. Thì đi hết lâu là nó sẽ rơi ra nha. À đây đây. Rồi, đây là vào rồi, chờ chờ chút xíu đến giờ là chạy thôi. Ở đây chút xíu mình sẽ mở ít bot của GM nha anh em ơi. Thì cái muốn nhận được cái bot GM này thì anh em cũng có cái sự kiện đó. Đây là chưa có đấy. Sự kiện này là sự kiện tìm GM nha anh em ơi. Tìm GM là diễn ra 3 tiếng một lần. Đó. Đến ra 3 tiếng một lần là để mình có cái thời gian. Thời gian là 0 giờ 55, 6 giờ 55, 9 giờ 55, 12 giờ 55 nha. 15 giờ 55 rồi 18 giờ 55, 21 giờ 55, nói chung là nó diễn ra các cái giờ đó. Anh em cứ đi tìm GM và tra gia thôi. Gia là sẽ được bot này. Để chút xíu nữa mình mở cho anh em xem. Ở đây có một bộ dinh pen này, nó dinh pen này là cũng bot cooldown nha anh em ơi. Đó, chân đồ khá là đẹp, mình khá là thích đồ có cái game này, đồ nó khá đẹp.
through the sun rays and the đi hết lâu là cái đủ quái là rất rất ngọc nha, nó rất ngọc là ở ngay chân mình thôi. À, anh em đi cũng khá là đông. Vì đang có cái ngọc ngon cho nên anh em đi khá là đông. Có gì mình sẽ để các cái giờ sự kiện ở dưới cho anh em, dưới phần comment cho anh em xem nha. Đến giờ hầu như ai cũng biết mình nhé anh em ơi. Mình đặt tên là Game TV. À, còn 1 phút nữa mới bắt đầu nha. Chứ anh em thấy con sói này là cũng vãi đái luôn nè. Mình rất thích cái game này vì đồ nó đẹp. Mình cũng chơi game này nha anh em ơi, chơi game này khá là thường xuyên. Còn đồ đạc thì mấy game kia thôi, đồ đạc mình buôn bán mấy game kia thôi. Game này đi vào đi chen rồi, tại vì mình treo máy được, nó có auto reset đấy. Nó không mất thời gian của mình. Thì treo rồi đổ hết mát lần reset thì mình đi treo PC coin. Coin để mình mua đồ ở shop, mua đồ thần ấy. Hôm bữa mình có làm một video rồi. Rồi. Em chuẩn bị lên giờ. Rồi, bắt đầu. Trong đi. Trong đây đi. Trong đây chút xíu, nó dễ. Đứng một chỗ thôi. Có chút xíu là nó lộn. Invincible.
khá là giống cái thời ngày xưa đó anh em ơi. Để đi vào đây cho nó một mình chút. Mọi người đứng mỗi nơi. Ngọc Nguyên. À, sắp tới là sẽ Admin nó sẽ ra một cái bùa kết hợp trao là ép chống xịt nha anh em ơi. Sau là một update tới là sẽ có nhiều tính năng hay. Ok, cùng Thái Bình cộng 13. Xíu mình ra mình mở bot này thì nó cũng ra mấy cái ngọc. Ngọc ép kép, ngọc ép may mắn, ngọc ép đầu hoàn hảo. Ngọc nó rớt ngay chân mình luôn. Đó, đây. Anh em thấy không? Là cái này rớt được một viên ngọc tăng ốp nha anh em ơi. Anh em chỉ đứng một chỗ chen thôi là nó rớt ngay tới chân mình luôn. Là mình lượm được một viên ngọc tăng ốp nha. Tăng mát ốp. Đây, ngọc tăng may mắn này. Là giết đủ cói là nó lên này anh em ơi. Đây, được một viên may mắn. Một viên tăng ngọc may mắn nha. Đây, ngọc skill. Được một viên ngọc skill. Mới có chút xíu là được 3 viên rồi. Mới được 3 viên anh em ơi.
Để mình đi hết lượt xem được bao nhiêu viên nha anh em ơi. Ơi, được một cái ngọc tông dần hoàn hảo nha anh em ơi. Cái này khá là ngon. Thì mình đang cần những cái đó. Để anh em tăng dòng á, tăng dòng của đồ. Vậy là được cũng được khá nhiều nha anh em ơi. Anh em đi bà lốt là sao kiếm mấy ngọc này là đập đồ lên nó khá là dễ. Nói chung là cái đồ đạc bên game này mình kiếm khá là dễ. Ăn boss hoặc là đi chen thôi. Đồ thần thì anh em đi chen trên map bữa mình làm video đó. Thế lên nó treo là nó tự động nó lên cái điểm PC oi. Anh em lấy điểm đấy anh em đi mua đồ thần. Rồi anh em đi mua ngọc này ép ép socket rồi ép ép dòng lên. Ép socket lên. Ngọc socket là mình cũng chưa thấy này. Rồi có ra. Nó rớt ngay đấy chân mình luôn nha anh em ơi. Lúc giờ được 4 pin rồi. Cái này khá là ngon. Còn 5 phút nữa nha. Đây. Được một cái ngẹp ngọc ép dòng thần nha anh em ơi. Lúc giờ là được 5 viên rồi đó. 5 viên là 5 viên là 5 loại khác nhau luôn. Chưa thấy có ngọc cấp kép. Cấp thần này, óp này, hoàn hảo này. Dòng tuyệt tiêu này, dòng may mắn này. À, chưa có socket anh em ơi. Không biết nó có rớt được viên socket nào. Socket này đập dưới luôn. Còn 4 phút. Đây, đây đây được một viên ngọc socket đây à, là đủ bộ luôn này anh em ơi. 2 4 6 ăn được 6 ra được 6 viên. Không biết còn ra thêm được cái gì nữa không. Còn 4 phút nữa. À, mấy cái giờ này thì giờ đi cái này thì anh em chứ vào vào shop mà mua mua cái áo tàng hình nhá. Mua cái áo tàng hình muốn biết thời gian nó sắp đi sắp đến đấy giờ thì anh em kích chuột phải vào cái áo. Kích chuột phải vào cái áo tàng hình là nó sẽ hiện lên cái thời gian còn bao nhiêu phút để anh em mình đi. Để đến giờ đi. Quảng trường quỷ thì nó cũng bán trong shop luôn. Để đấy hôm nào mình làm một video đi quảng trường quỷ cho anh em xem.
2 phút không biết ra được cục nào nữa không. À, không thấy rớt nữa ta. Là nó rớt đủ vậy là thôi rồi. Game này anh em cũng đang vào chơi khá là đông. À, nó rớt ra là hết rồi. Rớt ra nhiều đó là hết rồi. Và mình đi ra, mình đi mở boss đi anh em ơi. Mình đi còn cái áo này ra. Ở đây để mình đập thử cho anh em xem nha. Đập thử cho nó lên dòng ngon chút xíu cho anh em thử xem. Đây, Vinh này đập thử này. Vinh này đang cái dòng tự động 7% là khá là ngon rồi đấy anh em ơi. Đập thêm dòng. Địt con mà. Nó mất mẹ dòng 7% rồi anh em ơi. Vãi đái thật. Rồi. Thêm dòng nữa coi. Rồi. Hết mẹ nó rồi. Rồi, để đây lúc nào mình đập. Để mình cho con đời ca kia chơi. Này thì gọi bó phòng thủ. Có rồi này, khả năng hoàn toàn. À, phán đòn cận chín hả? Kệ mẹ nó đi. Mình đi mở boss cái đó. Boss này nó ra ngọc thôi anh em ơi. Boss GM. Ổn nguyên. Thang nguyên thủy nè. Ngọc tăng ốp. Tăng skill. Đá tạo hóa. Rồi đá tạo hóa nữa. Một win và một cụm. Hên xui đó anh em ơi. Phát sinh mệnh. Cục ngọc à. Đó là boss này nó ra ngọc khá là ngon. Ra cái cục cũng khá là ngon. Đó cục ngọc. À nguyên liệu để ép win cấp 3 này.
Ai đây lúc giờ quên sờ Quỳnh cái, sờ Quỳnh cái coi. Nó hên đi, thấy hên anh em ơi. Ngọc Tâm Linh nữa nè. Đó. Đây. Rồi, mở bot xong rồi. Đây cho anh em xem lại thiếu. Đó, con sói là khá chất nha anh em ơi. Anh em thấy đồ không? Cái set đồ là khá là đẹp nha anh em ơi. Thì mỗi class là sẽ có một set đồ cấp 2 tương ứng. Đó. Nói chung là ba cái ngọc này là kiếm là khá là dễ. Kiếm vào anh em đập lên là ra cái này thôi. Nói thì anh em đi đấy nha, đi săn của ngọc, đi săn sự kiện mùa hè nha. Các cái sự kiện anh em chỉ nhấn F5 lên. À, sẽ có cái sự kiện đây, có thời gian bắt đầu chuẩn bị đếm ngược đó. Thôi, video mình xin kết thúc tại đây nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Thì mình khá là thích game này, cho nên chắc mình sẽ làm nhiều video về game này cho anh em xem. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại.